Chào các bạn, mình là Chuối đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một video giường chiếu. Ý lộn, không phải giường chiếu, mình đang ở trên giường thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một video đập hộp về một con robot rất là thú vị. Thì ở video mà robot thú cưng lần trước thì có rất là nhiều bạn để lại comment là kêu mình làm tiếp những video về robot đi. Ngày hôm nay thì mình mới mua một cái hộp đồ chơi. Đó giờ thì chắc các bạn chơi Lego rồi đúng không? Ngày hôm nay thì mình có mua một cái hộp đồ chơi cũng liên quan đến Lego luôn. Thì đây, cái hộp đồ chơi này nè các bạn, đây là một cái hộp đồ chơi gồm có 978 mảnh Lego. Thì với cái những cái mảnh Lego này chúng ta sẽ gắp được 3 con robot khác nhau. Thì ở đây có một con khủng long nè, một con robot người máy, một con robot tàu không gian vũ trụ. Và đặc biệt với cái mô hình đồ chơi này thì các bạn có thể điều khiển nó chạy nhảy đồ các kiểu luôn. Nói chung là mình thấy đồ chơi này rất là thông minh nên mình đã quyết định mua về để đập hộp review cho các bạn xem. Thì cái hộp đồ chơi này mình mua có giá là 2.499.000, khoảng là 2.500.000 đó. Bây giờ mình sẽ đập hộp ra để cho các bạn xem coi bên trong có gì nha. Ngoài ra giới thiệu cho các bạn thì trong video này sẽ xuất hiện một thành viên, đó chính là Bon. Bon là em của Sunny. Thì ngày hôm nay Bon có vào Sài Gòn chơi, nhân tiện đó thì mình rủ Bon, bé Bon đập hộp chung cùng với mình. Mình sẽ cùng nhau đập hộp nha. Ok. À quên nữa, cái con robot này là của hãng Xiaomi. Nó có tên là Mi Robot Builder. Cái này chúng ta có thể kết nối cái Bluetooth qua thiết bị smartphone. Thì chúng ta có thể điều khiển những cái con robot này. À phía đằng kia thì rất là nhiều cái con gấu bông mà Sunny có làm clip về giveaway. Những bạn nào mà muốn nhận được mấy đồ chơi đó thì qua coi cái clip này của Sunny nha. Sunny bả chi 10 triệu bả làm giveaway luôn. Chi lớn lắm. Thì đầu tiên khi mà mở ra cái hộp thì chúng ta sẽ được cái này là cái gì nha, mình cũng chưa biết nữa, chắc tháo ra từ từ thôi. Mình thấy là ở đây có một cái logo của hãng Xiaomi, có chữ Mi nè. Đó, mình thấy ở đây có mấy cái jack taxi, hai mấy bên đây thì là hai cái gì đây, jack sạc taxi nè, cái chân của robot hả ta, anh nghĩ là cái bánh xe. Để qua một bên coi bên trong sẽ có cái gì nha. Wow, rất là hoành tráng các bạn ơi. Thì đây có một bịch nè, hai bịch, ba bịch, bốn bịch, năm bịch, sáu bịch, bảy bịch, tám bịch. Và cái này là dây nguồn. Các bạn thấy lạ chưa, Lego mà vẫn có dây nguồn đốc sạc rồi các kiểu luôn, thì nhìn rất là xịn. Ở đây là hai cái bánh xe, với hai cái bánh xe này thì nó có thể di chuyển được. Rồi xong rồi chắc là lắp xong nó sẽ bắn súng đồ các kiểu luôn. Ở đây thì có một cái sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh rất là chi tiết. Em xé siêu giùm anh đi, để coi thử coi bên trong quyển sách là gì nha. Chất liệu hai cái bánh xe nhìn nói chung là mình thấy cũng rất là xịn luôn á. Mình thấy bộ này ok, hợp lý đó. Các bạn nghĩ là có nên mua bộ này hay không, comment bên dưới cho mình biết nha. Giá chỉ có 2.499.000 thôi. Ok, thì cái quyển này chúng ta sẽ lật ra coi bên trong có cái gì nha. Ở đây sẽ có những cái, thì bộ đồ chơi này là dành cho trẻ em trên 10 tuổi. Những bạn nào mà dưới 10 tuổi á thì đừng nên chơi, tại vì trẻ em dưới 10 tuổi á nó dễ chơi ngu lắm các bạn à. Em trên 10 tuổi là đúng không? Tại vì mấy đứa dưới 10 tuổi á, nhiều khi nó cầm mấy cái Lego này nè, nó hay bỏ vô miệng nó ăn lắm, hoặc là nó chọi con robot. Bởi vậy đứa nào mà ở nhà mà có em nhỏ đó là thường nó chơi mất dạy lắm. Mình lắp xong mô hình nè, nó cầm nó chọi. Bởi vậy ngày hôm nay mình rủ Bon là đúng rồi. Bon hứa là lắp xong Bon không chọi nha. Bon chọi là anh chọi Bon luôn á. Mình nghĩ là mình với Bon sẽ ngâm cứu cái quyển này. À nó có từng cái cách lắp từng bộ phận luôn các bạn à. Thì cái quyển này bao nhiêu trang nha, chúng ta có thể lắp được 3 mô hình khác nhau. Các bạn ơi, thì mình mới đọc sơ qua quyển sách này thì mình thấy là trong cái quyển sách này nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta từ A tới Z cách lắp cái con robot này. Và ngoài ra thì chúng ta có thể lắp hai cái con khác, như là cái con khủng long hoặc là cái con phi thuyền, bằng cách là chúng ta sẽ quét vô cái app này, download thì nó sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước. Thì mình nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ lắp cái con robot này trước đã. Với 142 trang mà khi mà em lắp ráp đó, thì nguyên con robot này em sẽ lắp trong vòng bao nhiêu phút hoặc là bao nhiêu tiếng? 2 tiếng. 2 tiếng chắc không 3 tiếng đúng không? Ok, giờ anh có một cái thử thách dành cho em, là nếu mà bây giờ em lắp được cái con robot này trong vòng 3 tiếng á thì anh sẽ cho em 500.000. Còn nếu mà em lắp không được 3 tiếng á thì em sẽ hình phạt, đẩy em xuống hồ bơi.
chơi luôn đúng không? Hợp lý không? Ok, thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ bài ra một đống cái mô hình này, set up camera để coi thằng Bon coi nó có lắp được con robot này trong vòng 3 tiếng không. Lắp xong thì một tí nữa mình sẽ connect app đồ này nọ và di chuyển nó cho các bạn xem. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công đoạn lắp ráp thôi. Các bạn ơi, thì bây giờ là 11:24 thì 3 tiếng nữa, tức là khoảng 2:30 đúng không? Mình đã chuẩn bị sẵn ra tất cả các món đồ Lego này rồi. Thì bây giờ để thử coi Bon có thể lắp được tất cả những món đồ này thành một con robot trong vòng 3 tiếng không? Chắc là bây giờ mình sẽ bấm giờ để chúng ta sẽ cùng nhau coi kết quả nha. Ok, em sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắt đầu! Theo các bạn thì Bon có thể lắp xong con robot này trong vòng 3 tiếng đồng hồ không? Căng thẳng 978 miếng Lego. Mình thấy là mình thấy nhiều rồi đó. Rất là xịn. Hồi nhỏ mình cực kỳ là cuồng Lego luôn. Nhưng mà hồi đó thì gia đình mình khó khăn, không có tiền mua mấy mô hình Lego. Mình thường mua mấy cái hộp nhỏ nhỏ 5-7 ngàn không à. Chưa bao giờ mà được lắp những cái bộ Lego mà nó hoành tráng, nó to như thế này hết á. Ủa sao mới tháo ra rồi nhìn hoang mang rồi em. Kiếm cái gì? Thấy cây dại. Em có chắc là cây dại nằm trong bịch đó không? Hay là lộn bịch? Thấy chưa? Không rồi, toan. Anh nghĩ là em nên hốt cái đống này vô cái bịch kia lại đi. Tí hồi coi chừng lộn tùm phèo bây giờ. 1 phút trôi qua rồi các bạn à. Em nó vẫn chưa làm được gì. Mặc dù là có hướng dẫn nhưng mà có rất là nhiều cái phần chi tiết nên chúng ta cần phải để ý kỹ. Chắc là mình để đây quay time lapse không làm phiền Bon, để cho Bon tập trung lắp ráp nha các bạn. Các bạn ơi, đã 1 tiếng trôi qua và bây giờ là 12:27. Thì nãy giờ chúng ta coi thử coi thành phẩm của Bon ráp được cái gì nè. Bon, nãy giờ em ráp được cái gì mà anh thấy cái bàn nó quá bừa đi. Sau 1 tiếng đồng hồ thì chắc mình nghĩ là Bon nó mới ráp được đâu đó tầm 20% thôi. Em nghĩ là 2 tiếng sau thì em có thể hoàn thành cái thử thách này không? Có thể, ok, bé nó vẫn còn tự tin các bạn ạ. Được, chơi game tự tin như thế là được. Ok, thì bây giờ mình có việc, mình có công chuyện, chắc là mình sẽ đi. Thì ở đây mình sẽ tiếp tục quay time lapse để coi Bon có thể ráp xong trong vòng 3 tiếng đồng hồ hay không nha các bạn. Thì bây giờ là 5:00 chiều và mình mới đi làm về. Thì sáng giờ mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi ta? 5:40 rồi. Nãy giờ 5 tiếng em ráp được cái gì rồi Bon? Hai cái chân với cái thân. Cái này là cái thân của robot hả? Ôi mẹ ơi, 5 tiếng thằng nhỏ ráp được như đây nè. Vậy là xong rồi, mất 500.000 rồi các bạn nè. Mà còn bị phạt là phải nhảy xuống hồ nữa. Mà không sao, kệ, để cho thằng Bon ráp tiếp coi. Mình thử coi hoàn thành cái con robot này thì mất bao nhiêu tiếng nha. Gần 6 tiếng thôi, mình nghĩ là chắc là 9 tiếng rồi mới xong con robot này quá. Ok, một tí nữa các bạn sẽ xem tiếp nha. Mình đã trở lại đây và sau 8 tiếng đồng hồ thì Bon nó cũng ráp xong cái con robot này rồi. Và hôm nay là ngày thứ hai nên tụi mình mới thay đồ. Thì nói chung là hôm qua khi mà ráp xong cái con robot này, mình phải sạc pin nó để cho nó đầy đủ pin. Để ngày hôm nay thì mình bắt đầu điều khiển. Và Bon nó đã fail thử thách của mình đặt ra. Con robot này theo em là lắp bao nhiêu tiếng? Con robot này Bon lắp mất 8 tiếng. Ban đầu anh đặt một cái thử thách cho nó là lắp trong vòng 3 tiếng thì nó sẽ được 500.000. Còn nó lắp không được thì nó phải nhảy xuống hồ bơi. Và kết quả là cuối clip này thì nó phải nhảy xuống hồ bơi vào buổi tối rồi. Ok, còn bây giờ thì chắc là mình sẽ khởi động cái con robot này lên để cho các bạn xem con robot này nó bá đạo như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ khởi động nó. Như các bạn nhìn thấy á, là ở đây có cái nút nguồn nè. Và ở cái phần nhân của con robot á, thì đây là một cái cục adapter. Thì có động cơ luôn. Có động cơ. Đây, để mình cho các bạn coi. Ở đây là phía sau lưng nó.
thì sau lưng nó ở đây là có một cái cục adapter gồm hai cái dây điện nè. Cái thiết kế này là cái cục adapter sẽ nối vô cái hai cái dây nguồn và sẽ kéo xuống cái phần chân của nó, thì phần chân bánh nó sẽ chuyển động. Thì đó là cái cách hoạt động của cái con robot này. Khi mà bình thường á, bạn để các bạn buông ra là nó sẽ gớt. Đó, nó sẽ gớt. Phải để cái này chia và mình sẽ khởi động cái nút nguồn lên. Đó. Ui. Đó, các bạn thấy mình khởi động nó lên chưa? Bắt đầu nó sẽ di chuyển được và giờ mình sẽ để cái đế ra. Mình đã lấy cái đế ra rồi và nó tự cân bằng. Đó là cái thiết kế của nó. Còn bây giờ thì mình sẽ khởi động cái app này lên và điều khiển cái con robot này luôn. Nhìn thấy xịn chưa? Dạ, em show nó có đứng dậy được không? Em xô nó bắn em luôn á. Biết ông trần dần không? Mày tưởng tao có súng hả? Tao bắn mày á. Có hề cái súng luôn. Mình có download một cái app. Cái app này có tên là Mi Robot Builder. Thì mình sẽ lít vào cái app này và chúng ta sẽ bật tính năng là Bluetooth để connect cái app này. Từ từ để mình để nó xuống nha. Giữ thằng bạn hàng là kỹ. Tại vì cái lực nó mạnh quá. Má không hiểu chơi kiểu gì luôn á. Mình vẫn chưa kết nối vô thiết bị nó được thôi. Để kết nối cái app này, các bạn chỉ cần mở cái app lên và sau đó ở bên góc phía trái màn hình á thì có cái tín hiệu Bluetooth. Các bạn sẽ mở vô Bluetooth và lúc này á các bạn sẽ bấm là search Mi Robot Builder. Đó, nó sẽ search coi cái có cái thiết bị gần đây không và chúng ta sẽ bắt đầu kết nối. Thì ở đây mình sẽ thấy là thời lượng pin của con robot là 93%. Bây giờ mình sẽ bắt đầu điều khiển. Mình sẽ chọn qua cái chế độ Rocket Mode. Thì mình sẽ lít vào đây. Anh sẽ điều khiển nó. Bây giờ anh sẽ tiến tới, quẹo trái, quẹo phải. Đây, mình sẽ tiến lên. Quẹo phải. Quẹo trái. Bắn súng, bắn súng. Em thấy nó xoay không? Đó, nó xoay đúng không? Nó bắn nó. Gì cơ? Ba mua về làm bậy với con mà con sủa là sao? Ok các bạn ơi, thì ngoài ra con robot này có còn rất là nhiều tính năng bá đạo khác mà chúng ta có thể lập trình. Thì trong cái lập trình này mình thấy là nó bao gồm cả hàm input, loop, tức là dòng lập. Thì những bạn nào mà học môn tin học, học môn lập trình Pascal á, thì các bạn sẽ biết về những cái tiến trình hoạt động của cái con robot này. Thì nói chung là chúng ta có thể lập trình được hết. Ngoài ra thì khi mà các bạn download cái app này về á, các bạn có thể là build con robot của mình theo nhiều mô hình khác nhau. Chẳng hạn như là mình đang build cái loại Mi Robot Builder, là cái con robot bắn súng này. Ngoài ra thì mình có thể xây dựng thêm là cái con khủng long. Thì khi mà bấm download cái tài liệu hướng dẫn á, thì các bạn sẽ bấm vô open. Chúng ta có thể ra được cái hướng dẫn lắp ráp con khủng long này. Thì đây sẽ có rất là nhiều cái bước chi tiết. Các bạn chỉ cần ngồi coi rồi các bạn sẽ lắp được cái con robot y chang thôi. Ngoài ra thì cái tàu không gian nữa. Thì cái hãng Mi Robot này hiện tại là đang thiết kế ra hai con robot, hai mô hình khác nhau, là con robot set và con color set. Theo các bạn thì với cái giá mà 2.499.000 có đáng mua hay không? Để lại comment bên dưới cho mình biết nha. Các bạn ơi, thì bây giờ tới lúc thực hiện hình phạt rồi. Bây giờ khoảng là 8:30 tối thì mình nghĩ là Bon nó sẽ thực hiện cái hình phạt đó là nhảy xuống hồ bơi. Giờ này thì mình nghĩ là chắc là hồ bơi lạnh lắm đây. Em có sợ lạnh không? Dạ có. Dạ có không? Được. Em bơi xong anh rap khủng long đi. Em bơi xong anh rap con khủng long. Em rap. Em rap luôn. Vừa làm thử thách luôn. Ok, thì cái video mà lắp mô hình khủng long á thì mình sẽ để ở cái đường link ở dưới video. Các bạn nhớ link vô để xem nha. Còn bây giờ thì đi bơi đó các bạn ơi. Các bạn ơi, thì hiện tại là thằng Bon nó vừa xối nước sơ. Còn bây giờ thì nó sẽ nhảy xuống hồ. Nhưng mà mình kêu là nó nhảy xuống hồ con nít này là được rồi. Giờ này rất là lạnh luôn á. Dạ ba. Ừ, một mình em một hồ luôn đó Bon. Ok các bạn ơi, vậy là nó đã hoàn thành xong cái hình phạt mà mình đặt ra rồi. Và bây giờ thì bye bye. Nhớ nhấn like nha các bạn.
Bye bye.